Xin chào quý vị đã quay trở lại với Happy Home TV. Hôm nay mình xin giới thiệu cho quý vị một căn nhà độc lập, diện tích gần 100m², đặc biệt là hai mặt tiền, một mặt tiền nhìn ra view hồ, một mặt tiền là mặt đường lớn mà giá chưa tới 2 tỷ. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Chúng ta đang được nhìn thấy mặt tiền thứ nhất của căn nhà. Đường lớn trải nhựa, ô tô tải tránh nhau thoải mái. Vỉa hè rộng thuận tiện cho việc đi bộ thể dục buổi sáng. View mặt tiền này nhìn ra hồ điều hòa, cát bi. Phải nói nơi đây đúng là thiên đường với gia đình nào muốn ở trung tâm thành phố mà lại muốn có không gian của một khách sạn ven biển. Ta cùng đi vào chi tiết căn nhà nhé. Căn nhà được xây với diện tích 90m², ngang 3,7m², giấy tờ hợp lệ. Nhà có sân cổng riêng, thuận tiện để xe mà không cần cho vào nhà, vừa là nơi phơi quần áo. Cấu trúc bên trong căn nhà bao gồm phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, một nhà vệ sinh. Phòng khách trước có thể tận dụng làm phòng dạy học. Như các bạn thấy, chủ nhà là giáo viên nên đã dạy học thêm ngay tại phòng khách này. Nhà có hai hướng là nam ghé tây và bắc ghé đông. Với tiện ích xung quanh cách sân bay Cát Bi chưa đến 1 km, ngay chợ Cầu Rào, chợ Cát Bi, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, gần trung tâm hành chính quận Hải An, bệnh viện đa khoa Hải An. Đi sâu vào trong là phòng thờ và lối ra mặt tiền thứ hai. Mặt tiền thứ hai là mặt đường vuông vanh, một vị trí đắc địa cho nhà nào muốn mặt đường kinh doanh mà lại vẫn muốn một không gian trong lành. Đi vào từ mặt tiền này là gian bán hàng của chủ nhà, thật tuyệt vời phải không? Như vậy, quý vị vừa cùng mình tham quan hết căn nhà, thật tuyệt vời phải không? Với diện tích 90m², hai mặt tiền đường lớn trước sau, lại ngay gần chợ Cát Bi, trường học các cấp, mà giá chưa tới 2 tỷ đồng, một mức giá quá rẻ mạt. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì, thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.